Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Xpander, chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi đa dụng nhập khẩu tại Indo của bên nhà Mitsubishi trong cái video ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2023. Ngày hôm nay thì Top Car VN cũng vừa cập nhật được chính sách giá thay đổi về chương trình khuyến mại, về giảm trực tiếp về tiền mặt dành cho từng phiên bản của Xpander. Và cơ bản nó lại là tăng cường giảm giá thêm quý chị các bạn ạ. Cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện thì vẫn được giữ nguyên, về tặng bảo hiểm thân vỏ như dịp đầu tháng thì vẫn được giữ nguyên, và mức giá lăn bánh cũng sẽ là thay đổi. Đây là một cái mẫu xe mà hiện tại đang có 3 sự lựa chọn, một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động. Số sàn thì là sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, có nghĩa rằng được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, áp dụng đến hết tháng 12 của năm 2023. Thế còn hai phiên bản số tự động, đó là AT Eco và AT Premium, là hai phiên bản nhập khẩu tại Indonesia quý chị các bạn nhé. Với cái dòng xe Xpander này, máy của nó là máy 1.5, máy xăng hút khí tự nhiên, hộp số tự động 4 cấp anh chị nhá. Và hiện tại thì ở trong cái phân khúc này, Xpander đang cạnh tranh với cả Toyota Veloz Cross, đang cạnh tranh với cả Honda BRV, đang cạnh tranh với cả Suzuki XR7. Nhưng mà cơ bản thì doanh số của Xpander vẫn luôn dẫn đầu ở cái phân khúc này. Và tại thời điểm này, chính sách giá rất đáng để mọi người quan tâm. Đầu tiên thì mình sẽ cập nhật về cái chính sách giá chung, chương trình khuyến mại chung nhá. Tất cả các phiên bản tại thời điểm này đều được tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh chị ạ. Dán kính này, trải sàn này, 1 năm bảo hiểm thân vỏ, đó là chương trình về quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ. Dù lấy ở đâu cũng được, ở Bắc cũng được mà ở Nam cũng được, bản nào cũng được anh chị nhá. Thế còn chi tiết từng phiên bản về mức giá tiền, thì đầu tiên là Mitsubishi Xpander phiên bản số sàn. Bản này thì được định hình phục vụ kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ dành cho những anh chị khách hàng cần tới 7 chỗ ngồi thì Xpander số sàn đáp ứng được, với mức giá niêm yết là 560 triệu đồng. Thời điểm này với những anh chị khách hàng nào ở Hà Nội, đại lý đang bán với mức giá là 528 triệu. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đại lý đang bán với mức giá là 539 triệu. Với cái mức giảm giá như này, lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 560 triệu, ở Hà Nội là 585 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 590 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 560, ở Hà Nội là 585 và thành phố Hồ Chí Minh là 590. Theo phương án trả thẳng của số sàn Xpander, mức giá lăn bánh này đã có 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây rồi vì được tặng. Trả góp số sàn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 140 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 165 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 160 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 140, Hà Nội 165 và thành phố Hồ Chí Minh là 160 quý chị các bạn nhé. Đó là số sàn của Xpander. Sang cái sự lựa chọn tiếp theo, đó là sang cái phiên bản số tự động, đó là Mitsubishi Xpander AT Eco số tự động bản tiêu chuẩn. Bản này thì có mức giá niêm yết là 598 triệu đồng. Hiện tại tại thời điểm này, ngày 10 tháng 10 thì đại lý đang có chính sách cập nhật mới nhất, ở Hà Nội đang bán với mức giá 542 triệu đồng anh chị ạ. Như vậy là được giảm là 56 triệu đúng không ạ? Thế còn anh chị khách hàng nào ở thành phố Hồ Chí Minh, đại lý đang bán với mức giá là 550 triệu đồng, đâu đó giảm 50 triệu dành cho quý các bạn. Vậy thì với mức giảm giá như vậy, tùy từng nơi như vậy, lăn bánh ở tỉnh sẽ là 604 triệu, Hà Nội là 636 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 632 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 604, Hà Nội 632 và thành phố Hồ Chí Minh là ở Hà Nội là 636 và thành phố Hồ Chí Minh là 632 triệu đồng anh chị nhá. Trả góp của phiên bản AT Eco này, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 173 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 205 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 193 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 173, Hà Nội là 205 và thành phố Hồ Chí Minh là 193 theo phương án trả góp anh chị nhá. Đó là số AT Eco. Rồi sang cái phiên bản tiếp theo, đó là AT Premium, phiên bản trước mắt quý chị các bạn đây, phiên bản đầy đủ option, model mới nhất có cả camera 360. Bản này với mức giá niêm yết là 658 triệu đồng. Tại thời điểm này, đại lý, nếu anh chị khách hàng ở Hà Nội, đại lý sẽ bán với mức giá là 595 triệu đồng, vẫn có tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây anh chị ạ. Mức giá rất tốt và lại còn có bảo hiểm thân vỏ. So với thời điểm dịp đầu tháng thì có thể nói là giảm thêm được 10 triệu đồng. Thời điểm đầu tháng mình nhớ đâu đó cập nhật giá của nó sẽ là 605 triệu anh chị ạ. Bây giờ có 595 thôi. Anh chị khách hàng nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, đại lý đang bán với mức giá là 606 triệu đồng, vẫn có bảo hiểm thân vỏ anh chị nhá. Vậy thì với mức giá này, AT Premium lăn bánh ở tỉnh là 665 triệu,
ở Hà Nội là 696 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 694 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 665, ở Hà Nội là 696 và Thành phố Hồ Chí Minh là 694 triệu đồng. Nếu như mà để so sánh ở trong cái phân khúc này, tại thời điểm này với mức giá này thì Xpander AT Premium vẫn là một chiếc xe có mức giá tốt bậc nhất ở phân khúc luôn anh chị ạ. Trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 188 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 222 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 208 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 188, Hà Nội 222 và Thành phố Hồ Chí Minh là 208 theo phương án trả góp của AT Premium. Bây giờ làm trả góp ngân hàng rất là nhanh, đâu đó chỉ khoảng tầm 4-5 ngày là xong một bộ hồ sơ rồi. Mức lãi suất bây giờ thì nó cũng rất là thấp rồi anh chị ạ, không phải cao như ngày trước nữa. Vậy thì đó là 3 phiên bản của Mitsubishi Xpander tại thời điểm ngày hôm nay. Mình cập nhật có sự điều chỉnh từ bên phía đại lý, đâu đó mỗi phiên bản tăng cường giảm giá thêm khoảng tầm 10 triệu đồng so với thời điểm dịp đầu tháng. Chương trình về quà tặng phụ kiện vẫn giữ nguyên, về tặng bảo hiểm vẫn giữ nguyên anh chị nhá. Vậy thì nếu chúng ta đang quan tâm, đang cần xem xe trực tiếp lái thử Mitsubishi Xpander, hãy cứ gọi cho cái số hotline ở góc trái màn hình này. Miền Bắc thì các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.